chết. Chết. Ôi giời. Ôi ăn bảy. Ăn bảy luôn. Ăn nồi à. Ăn nồi bảy luôn. Báo cá ăn báo bảy. Đẹp, đẹp thế mà ăn đóng hai cái bảy. Tì thì đã tì đẹp thế. Đây rồi. Bao nhiêu lần bong thì bịt mẹ vào thảo vào đấy không nghe. Hai. Vướng nhau rồi. Hai con này sao? Ai ai im đây đổi đi à? Một con mắc rồi. Con mắc rồi. Nếu nếu ấy chả cần nó anh nhá. Rồi xong. Nó căng quá thảo anh cái nhá. Thiếu hư đâu rồi? Hư kia ạ. Đi trên kia. Hư đuổi ở trong kia. Ôi, bình tĩnh à. Đứng lên mà qua. Nhưng nhớ hậu cần đấy. Cầm đấy, cầm bình tĩnh. Có vẻ có duyên cầm cần hơn đấy. Biết câu anh ơi, không biết câu đâu. Rồi, ok rồi. Tiên nhá. Cái này chắc phải tầm khoảng yến. Để có cho ổ anh bạn bên cạnh. Đấy, con cá cuối cùng nó đè quá là đẹp luôn. Bảy rách đuôi. Dính đuôi rồi, khỏe nhờ. Nó lóng mà đít đi. Nó còn đuôi. Đầu xuống thì sụp vợt xuống dưới đáy. Đẹp, con này to đấy. Đó. Con cá cuối cùng của ngày hôm nay đây. Buổi giải hôm nay. Cá tỉ rất đẹp luôn, im phao luôn. Một tí. Sắp bong vảy đây này. Không nhưng mà móc sâu. Sáng hôm nay vượt cá, vượt cá quê kéo lưng này. Ba ông đầu tiên này, ba ông mẹ căng thẳng lắm rồi. Thích không giặt? Vượt luôn á? Anh Trinh như thế, không giặt à? Cặp đôi hoàn hảo đấy. Nhìn cặp đôi hoàn cảnh đấy, chắc là vớ vẩn móm thôi. Tiếp tục. Hay quá. Vớt nữa à? Vớt một phát rồi. Bịp à? Ngay rồi. Mỗi này hình như là ấy rồi. Vừa nhắc. Vớt nào. Vớt được. Lấy vớt này nó đỏ đấy. Siêu cấp rồi. Cá quấy độc cần. Ba con à? Ba số. Chắc là muộn rồi. Để răng lại cho chủ hồ. Vừa bảo vợ không anh con cá cái vừa thật. To đấy, con này to. Đây là hai nhà này đang mẹ này. Cạnh tranh nhau. Cạnh tranh. Đúng đây, bông mẹ à. À, đi mẹ. Ném bông nó có ăn được. Đấy, tiếp tục. Hay quá. Ui. Trời khỏe quá. Đi xuống cái nhà. Vứt cần xuống ăn mà. Nó cạnh tranh mẹ, bây giờ mong phát là đi thích rồi. Mà càng như dây đàn. Tiếp tục. Bây giờ cần thủ bên kia báo cá rồi. Báo cá nó cần thủ nào kìa. Anh Trinh ơi, mang tráng cho em rồi. Hướng im em. Xuống, 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 xuống,
trong hồ mới dứt khoát luôn, không thể là dứt nhỏ đấy. Báo cá kia, ô cái thằng này có kiểu gì ấy, đóng sốc rồi bà ơi, cái gì nhỏ cái kiểu cắt móm thành công. Cắt móm thành công. Cái gì qua đấy hai kia rồi giật đã, cho giật đẹp phát nữa là ghê cơ cấu. Vẫn chưa có cơ cấu được à? Cầm cẩn thận nha anh. Móc cầm mang nó anh. Nhắc hỏi cái túi như này không? Đúng là lại tội đồ ngay. Đổi về nhà luôn. Đúng kiểu tội đồ ấy chứ. Ok nhá. Thôi, quả đóng cá đi vào lòng đất đấy. Bờ bên kia bây giờ bắt đầu được giật cá nhá. Báo cá cho bờ bên kia. Báo cá cho bờ đối diện. Báo cá gãy ghế cho cần thủ đối diện nhá. Đây, tí nữa. Nhìn cá xứng đáng nhá. Đậm cân hơn tí. Anh xem đi. 8 cân. Cho thằng Thuận nó nhìn được 8 cân 2 rồi nhỉ. Nếu mà nó phải như thế. Là chỉ không nửa lạng hết rồi. Nửa lạng hết rồi. Này là một con to đâu nhỉ. 2 con bé. Nhất lại em. Mẹ thì không chắc. Nó sợ nó đóng đầu nó chết rồi. Thì nó mà. Ôi. 4 con 8 cân hơn. Ra này. Anh nhìn sách vào đây. Anh nhìn nhá rồi. Anh em chắc rồi nhá, xem nhau 5 cân đi mà. Được con này to lắm. Thế thì ăn chắc rồi. Anh đã cẩn thận đẩy ra ngoài. Nhưng mà kiệu được một con to phết chứ. À hai con to thôi. Con này lúc nãy giờ nó có nhả nhớt, vớt được. To. Con đen là con nổi là của ai đấy? Con nổi không nổi của thằng gì. Con to này nhất. Ông nào có cá vào đây xem cân con nào to nhất rồi. Mấy cân rồi. Mấy cân Dung? Ôi, hơn rồi, 1 cân nữa, xem nữa. 9 cân rưỡi, 9 cân rồi. Xem 1 cân. Tranh nhau 1 cân luôn. Giải nhất, giải nhì. Giải 3 đâu, 2 ông, giải 3 đâu, Long rồi. Đây rồi. Một con. Giải 3 rồi. Kéo vào đâu, cá không cháy, mẹ từng nhìn bên kia hàng luôn. Con này mõm dài hơn này, đẹp hơn. 7 cân. Anh là thằng được hạn. Thằng này to. Thằng nội đã bảo nếu mà anh được phải nhìn nhất anh em đủ nhau. Long ơi. Con này ngon. Thằng Long ơi. Cá rơi nước kìa. Long ơi. Tất cá đây cân to thế này cũng là 34 phết. Hai con có đủ được 7 cân không? Này nhà ăn thoải mái. Ngon rồi. Ta này. Ui, có hai con. Nó cần gì mà cân này nữa nó. Con này to này. Con to thì nó cần con của Thuần. Ờ. Cần một con đâu, cần con to đấy. Không cần con bé nhất được. Sẩn chua nha. Có bóng dài hơn 3 con này to hơn. Nào này to hơn này. Chắc đâu. 2, 3, 7. Con này hơn này. Tí là phải về xếp xem mình. Đây, cơ cấu cho Long này. Thôi, có bẩn còn sao nhá. Đồ. Thôi, có bẩn rồi, cháy được. Giải 3 rồi.
Bao cháy to hơn. Bao cháy 7 cân nữa. 7 cân. Ôi, 8 cân 2 anh em. Như vậy. Bằng nhau ạ. Không, dưới một tí rồi. Dưới một tí rồi, dưới một vạch rồi. Dưới hai lạng thôi. Dưới rồi, dưới hai vạch thôi. Cá to nhất đây ấy. Cá thằng Hưng được cái hả đấy. Không, con cá to nhất không? Con lấy con cá to nhất không? Con cá to nhất không? Xem con này to. Xem con này bao nhiêu? Ba cả chậu thì lúc nãy của thằng cái ôm là 2.5 cân à? Mày mất rồi. Nó cũng thế. Nó 3 cân ra. Ủa, con này to rồi. Dày hơn. Nó gần 4 cân rồi. Nó 3 cân rưỡi rồi. Nó dày hơn. Mày đang có cái này được. Đây là cơ cấu giải của sát vào tí nào. Cái bao qua đây đi. Đây rồi. Cân cờ lên đây. Nhì này. Ba này. Chó okay, tính okay. Đâu có mặt trong này cả. Rồi. Ok. Thôi. Hôm nay video mình sẽ kết thúc ở đây. Hôm nay giải thì mình có được một con cá thôi. Mọi người có giải hết không? Được con cá về om dưa rồi. Okay. Mình xin phép tạm biệt tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bạn cho video tiếp theo của Cường. Bạn đầy cứu đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.